Chương 1132 Một Kiếm Phong Trần Cái gì lấy đào phá chi? Nam Trúc còn có chút mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu lão gia hỏa đang nói cái gì, văn khúc coi như là đàn gãy tai trâu. Chỉ thấy một trảm như tiếng chuông gõ, sau lưng hư không hình như có hoàng chung đại lữ ẩn trong vô hình, tiếng trầm hùng hậu mà xa xưa. Cái quái gì vậy? Nam Trúc mở to hai mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm kia lại thấy tia lửa màu đen vẽ ra chẳng qua lần này càng giống như là một trạm bổ làm ba bổ hư không lắc lư như dậy sóng nửa thân kiếm dưới đã vô thanh biến mất chìm vào trong hư không không biết bổ trúng trong hư không cái gì thế kiếm trảm xuống bị cản trở thế đi rõ ràng chậm lại thì ra là hư không lay động sóng cuộn như băng đóng lại trong tối tâm tựa hồ có lực lượng gì đó đang ngăn cản cùng chữa trị hư không tổn hại này nhưng văn khúc trợn mắt nhìn vẫn ra sức chém xuống. Bùm. Nam Trúc tự hồ nghe được âm thanh băng kính vỡ tan, trên thực tế cũng không có bất kỳ âm thanh gì, là âm thanh sau khi mắt nhìn thấy trong lòng sinh ra, hắn mở to hai mắt, sau đó ánh mắt liền không cách nào nhúc nhích nữa. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, trước mắt thời không hình ảnh dĩ nhiên vỡ vụn, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, trong nháy mắt lan tràn tới phương xa trong hình ảnh ngoại trừ văn khúc vung kiếm, còn lại hết thảy tựa hồ đều bị đè nén, hắn muốn nhúc nhích một chút ngón tay đều làm không được, không phải pháp lực áp chế, cũng không phải lực lượng áp chế, hắn cũng phân không rõ đây là một cổ khủng bố áp chế lực lượng như thế nào. Hắn nhìn thấy một ít bụi nhỏ bay qua trước mắt, cũng bị áp chế giống như đóng băng. Một ý niệm nhanh như chớp xuất hiện trong đầu hắn, chiêu thứ năm, phong trần. Chiêu thứ năm cũng là nguồn gốc của kiếm danh phong trần kiếm quyết, một kiếm phong trần trong lòng hắn đang kinh hô là chiêu thứ năm không phải nói chưa luyện thành sao lão gia hỏa này lại luyện thành chiêu thứ năm mẹ nó không nói sớm hại lão tử sợ bóng sợ gió một hồi chiêu thứ năm hẳn là cũng chỉ có một kiếm cho nên hắn rất chờ mong chờ mong một mạng lão gia hỏa này một kiếm trảm tiên đám người minh tăng khống chế quan điểu bay nhanh trên không trung đột nhiên đều kinh hãi bối cảnh thiên địa dưới quan điểu giống như bất động một đám đều cho rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác, thế giới trước mắt giống như vỡ vụn, đây là cái quỷ gì, không phải ảo giác thì là cái gì? Muốn xem phản ứng của người bên ngoài, muốn hỏi người bên ngoài, rồi lại sợ hãi cả kinh, phát hiện mình đã không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, phế phủ không thể cử động, trái tim cũng ngừng đập, nhưng không có khó chịu như tim phổi ngừng đập. Một cổ áp lực đến từ nơi sâu thẳm, không phải là loại áp lực bề mặt đối với bên ngoài cơ thể mà là loại cảm giác ngay cả mỗi một bộ phận thân thể đều bị áp chế có thể đồng đại khái chỉ có linh hồn tư tưởng cùng tu vi pháp lực trong cơ thể suy nghĩ tự nhiên nhưng không cách nào điều động thân thể tu vi pháp lực cũng có thể tự do lưu loát nhưng đồng dạng không cách nào điều động thân thể hoặc là nói không cách nào điều động thân thể đi lay động tuyệt đối áp chế kia chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy mấy người lòng tràn đầy kinh nghi cùng hoảng sợ bọn họ thân ở trong quan điểu, có người nhìn phía trước, có người quay đầu nhìn phía sau, có người suy yếu cúi đầu, toàn bộ giống như hình ảnh bất động dừng lại. Thông qua hình ảnh nhìn thấy bằng mắt, tư tưởng còn có thể tiến hành quan sát. Bụi bặm vừa mới đánh nhau trên phạm vi lớn ở trong khu vực này không chỗ nào không có, cho nên vũ Khánh cùng một ngạo thiết trước sau cũng chú ý tới bụi bặm bất động kia. Hai người lại không ngốc, điều Nam Trúc có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, kết hợp chiêu thứ tư phong trần kiếm quyết vừa mới xuất hiện, lại nhìn hình ảnh quỷ dị trước mắt, tự nhiên liên tưởng đến chiêu thứ năm, là chiêu thứ năm phong trần kiếm quyết phong trần. Là chiêu thứ năm một kiếm phong trần. Nội tâm hai người trước sau dân lên kinh ngạc cùng kinh hô, là ai, rốt cuộc là ai, bọn họ không cách nào tưởng tượng, lại thật có người có thể luyện thành chiêu thứ năm. Hết thảy mọi thứ trước mắt dường như đều bị một kiếm kia đóng băng, Dũ Khánh đang quay đầu nhìn phía sau, có thể nhìn thấy vân côn phía sau cũng bị phong dừng lại, ngay cả tu vi vân côn cũng không thể nhúc nhích, đây là uy lực của chiêu thứ năm phong trần kiếm quyết sao. Trường tiên mang theo tử thanh nhị khí kia cũng cứng ở không trung, mặc cho vân côn sai khiến như thế nào, cũng khó động đậy. Theo vết nứt không gian đột nhiên lan tràn đi tới, vân côn đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố đánh úp lại, đầu tiên chính là trường tiên trong tay rút đi truyền đạo mà đến, ngay cả pháp bảo tiên gia trong tay cũng không thể nhúc nhích cảm giác trước nay chưa từng có. Khí cơ của hắn cũng còn tập trung vào văn khúc, biết văn khúc đang làm gì, cũng trong nháy mắt ý thức được biến hóa khủng bố đến từ một kiếm mới ra của văn khúc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn ngửa người muốn né tránh, nhưng vẫn chậm, cả người không hiểu sao không thể nhúc nhích. Càng kinh khủng chính là, ngay tại trước mắt, ngay tại dáng mặt hắn địa phương, xuất hiện một đạo khe nước, giống như là bị thứ gì đó cắt phá, hắn hai con mắt không cần mắt tinh đều có thể nhìn thấy, hư không bên trong khe nước có một đạo hàng quan chiếu vào óc hắn bổ xuống. Tốc độ bổ tới không phải rất nhanh, cho nên hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thêm vào đó khí cơ của hắn tập trung vào động tác của văn khúc, cảm giác liên động kia, khiến hắn trong nháy mắt hiểu được, hàng quan bổ tới này là kiếm trong tay văn khúc. Văn khúc lại cách không gian xa xôi một kiếm chém vào mặt hắn, đây là đại pháp gì? Sao có thể thế được? trải qua một chiêu giao thủ trước hắn liền biết tu vi của văn khúc quả thật cũng chính là thực lực đối kháng với phổ chọc có thể thi triển ra một chiêu trước đã xem như ghê gớm tu vi kia làm sao có thể thi triển ra đại pháp nghịch thiên như vậy hắn coi như là người có tầm mắt tương đối biết rõ không có tu vi cảnh giới tương đương sẽ không có năng lực cảm ngộ tương đương làm sao có thể luyện thành sát chiêu nghịch thiên như vậy đây là thân thể phàm nhân có thể lĩnh ngộ thi triển ra sao không khỏi quá mức thái quá nhưng kiếm phong lại thiết thiết thực địa áp tới hắn ngẩng lên trên mặt, tại thời không này hết thảy đều chậm cảm giác bên trong, mũi nhọn phá vỡ cái trán đau đớn hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Chính mình lại sẽ bị như vậy chém dết, vân côn vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng loạn, mặc dù phát không ra tiếng, trong lòng lại ở vô cùng thành kính gào thét cầu nguyện, thượng tiên cứu ta, thượng tiên cứu ta, thượng tiên cứu côn nô. Tâm mặc dù thành kính, nhưng cũng hiện lên một tia tạp niệm, chính hắn cũng đang hoài nghi, cho dù là thượng tiên đến, có thể tránh thoát sát chiêu này hay không chỉ sợ cũng chưa chắc, cổ uy lực áp chế không gian kia quá kinh khủng, tự hồ không phải tu vi tiên gia bình thường có thể lay động, tự hồ đã là một tầng thứ khác, điều này cũng làm trong nội tâm hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lại có lẽ là hắn cầu nguyện thật sự có tác dụng, ngay tại hắn vô cùng tuyệt vọng thời khắc, ngay tại trán cùng mũi của hắn đều xuất hiện một cái liệt đau huyết tuyến thời khắc trong mắt của hắn đạo trí mạng phong mang thượng đột nhiên nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, tự như bốn phía không gian vết nứt bình thường. Phong mang bỗng nhiên như băng mỏng nứt ra, uy hiếp nhằm vào hắn đột nhiên tan rã, trong ánh mắt vân côn tràn đầy cảm giác kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, lão nhân kia hạ thủ lưu tình hay sao? Hay là thượng tiên thật sự ra tay? Trên thân kiếm đột nhiên tràn ngập ra vết nứt, khiến văn khúc hai tay bổ kiếm ánh mắt chợt ngưng tụ, vết nứt màu đen không chỉ ở kiếm, bởi vì động tác phát lực của hắn, thậm chí nhanh chóng tràn ngập đến hai tay của hắn. Nam Trúc trơ mắt nhìn, trong ánh mắt hiện lên thần sắc khiếp sợ. Chỉ thấy toàn bộ thanh kiếm trong tay văn khúc không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên liền tan rã, ngay cả chui kiếm đều vỡ vụn, hơn nữa trong quá trình vỡ vụn ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Sau đó tất cả vết nước trong không gian chợt biến mất, hắn cũng đồng thời nghe được thanh âm hai tay văn khúc bang bang hai tiếng, lại nổ ra huyết vụ, hai cánh tay tại chỗ nổ không còn, người cũng lão đảo lui về phía sau ngửa mặt lên trời điên cùng phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngã xuống. Nam Trúc chính mình cũng không biết mình có thể động, dù sao phản ứng đầu tiên chính là vọt tới đưa tay đỡ lấy hắn, kinh hô, tiền bối, người đây là làm sao vậy? Lúc này hắn mới quay đầu trái phải, biết mình có thể cử động, vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng. Văn Khúc mặt đầy máu tươi quay đầu nhìn chầm chầm hắn, thở hổn hỉnh, hung tợn nói, mập mạp, thanh kiếm của ngươi đó là phá kiếm gì? Ách! Nam Trúc Kinh Nghi, là vấn đề kiếm không thành, quyết đoán nói, đó là bảo kiếm sư phụ ta ban cho. Văn Khúc, bảo kiếm cái rắm, tạp chất quá nhiều, sư phụ ngươi đáng chết. Nam Trúc nói thầm, sư trưởng ban thưởng, không dám từ chối, lão nhân gia đã chết rồi. Văn Khúc trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đổi kiếm tốt sẽ chết sao? Ngươi thiếu chút tiền đó sao? Nam Trúc đương nhiên cũng biết kiếm của mình không tính là tốt lắm, bất quá đối với hắn mà nói, đủ dùng là được, mấy sư huynh đệ bọn họ người nào không phải liều mạng mài vũ thường dùng, hôm nay xem ra tự hồ đã xảy ra chuyện, giống như đem vị tuyệt đại cao thủ này biến thành tàn phế, lúc này chột dạ nói, thứ sư phụ ban cho mà, có cảm tình, không phải tiền có thể cân nhắc. Văn Khúc lại bị chặn không nói gì chống đỡ, đành phải lại phun một ngụm máu. Chậm lại một chút, nhìn một chút chính mình máu chảy đầm đìa hai tay, lại quay đầu nhìn về phía đối thủ bên kia, thì thào tự nói, vô vãn bất kiếm, vô vãn bất kiếm, vô vãn bất kiếm. Vân côn đột nhiên được tự do, như là một hồi kinh mộng bình thường nhìn quanh bốn phía, chợt có dính dính gì đó dán mắt, giơ tay lên lau, trên tay đã nhiễm đỏ sẫm, trên trán còn có trên mũi một đạo vết nứt đều đang chảy máu. Chảy chút máu không có gì, trọng điểm là mình một mạng nhặt về, lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ. Khí cơ tập trung vào văn khúc, kết cục làm hắn cũng ngẩn người, chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, mặt đầy máu tươi cùng tiếu giận dữ mắng, tư thế dương cung bạc kiếm, mạnh mẽ khoe khoang uy lực kỳ lân, chân chính là đáng đời, muốn chết. Rồi trong tay rung lên, tiếp tục đánh tới mục tiêu. Một đạo lưu quan sẽ qua đỉnh núi, thuận theo văn khúc cùng năm trúc, chính là đám người minh tăng khống chế quan điểu. Lão cửu, lão thập ngũ, ôi, các ngươi đều ở đây, chúng tôi tới cứu các ngươi. Nam trúc miệng đầy vui mừng, còn chưa nói xong, đã bị một tiếng ầm ầm vang lên phía sau cắt đứt. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử thanh nhị khí rút trúng ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, uy năng kinh người. Nhanh hơn nữa. Diễu Khánh sốt ruột một tiếng. Quan cảnh bốn phía bắt đầu mơ hồ, Minh Tăng lần nữa tăng nhanh tốc độ của quan điểu. Vân Côn lần thứ hai vung roi xem như lĩnh giáo cái gì gọi là ngoài tầm tay với, tốc độ vung roi của hắn căn bản đuổi không kịp tốc độ của thiên dực lệnh bay. A. À. Một trận ngửa mặt lên trời điên cuồng trống lên, lại thu roi vung lên đầy trời như sấm sét vang vọng bầu trời, bổn tọa ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Kha mật bò lên trong khe nước dưới lòng đất, còn có mấy chục người cơ cảnh đi theo chui vào, đều chậm rãi bò ra nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy thi thể đầy đất, còn có thượng tiên nổi giận trên trời. Ta vừa rồi có một trận giống như bị định trụ, giống như không thể động. Đúng, ta cũng có. Ta còn tưởng rằng là ảo giác. Nghe người bên ngoài nghị luận, Kha Mật Đồng cảm lắc mình đến bên cạnh thi thể cừu hạp hoàn toàn thay đổi, cũng không thiếu khoái cảm của đối thủ, ngược lại hơi có thổn thức, không nghĩ tới một thế hệ cường nhân, lại chết một người không minh bạch như vậy, đáng tiếc phổ chọc không ở đây, cùng chết ở đây mới tốt. Hắn lại ngửa mặt lên trời nhìn, chợt phát hiện vân côn một mặt máu tươi, rõ ràng bị thương, không khỏi hết hồn hết vía, cảm giác những người đó thực lực tự hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, phía chân trời lại hiện ra gió nổi mây phun, không bao lâu, con cự côn kia lại nhanh chóng bơi tới. Vân côn trọng chỉnh một số ít nhân mã, bay xuống trên người cự côn, lần nữa vung cho giá cự côn tự mình tìm kiếm trong một tòa sơn cốc u vắng, đại đầu đốt nước, minh tăng Phật Pháp, tà linh châu của Lý Khánh liên thủ, khi một luồng tà khí cuối cùng từ trong cơ thể Lan Huyên lao ra muốn chạy trốn, trong lúc dãy dù bị tà linh châu toàn bộ hít vào, xác nhận giải quyết tai họa nằm trong cơ thể hướng Lan Huyên, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều hơn một cao thủ, mọi người liền có thể nhiều hơn một phần thoát thân hy vọng, ít nhất lúc này tất cả mọi người là ngóng trong nàng tốt hướng lan huyên giải quyết xong tai họa ngầm trong cơ thể nhìn mọi người bộ này thật lòng vì nàng tốt bộ dáng lại cao hứng không nổi nàng đang suy nghĩ một việc tương lai thật muốn đi ra ngoài lúc nên diệt khẩu người nàng còn có thể hay không xuống tay thấy nàng không sao diễu khánh lập tức chạy đến bên văn khúc một ngạo thiết đã sớm hỏi qua chủ động nói lão thất đem kiếm quyết truyền cho văn lão lúc trước lấy kiếm quyết ngăn cản vân côn chính là văn lão ôi chao ôi ta cũng không có biện pháp vì còn sống tìm được các ngươi ta phải nghĩ biện pháp nha ta cùng ngài ấy ước định ba ngày luyện một chiêu ta cho rằng văn lão luyện không được nam trúc lại đem kinh nghiệm truyền thụ kiếm quyết kể lại một lần sau đó lại ép hỏi văn khúc ta nói văn lão lúc trước không phải ngài nói ngài không luyện thành chiêu thứ năm sao lừa ta làm gì văn khúc lường hắn một cái là chính ngươi không có đầu óc có được hay không ta nói rõ ràng là chiêu thứ sáu Ngươi nhất định phải nói là chiêu thứ năm. Mập mạp mặt, mặt đần thối ra, Nam Trúc không nói gì. Mặc dù đã biết lấy kiếm quyết ra tay chính là Văn Khúc, cũng có thể tính được là luyện thành trong bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này nghe được, Diễu Khánh vẫn cảm thấy khiếp sợ bội phần, tạm thời không đề cập tới trách cứ Nam Trúc. Hướng Văn Khúc chấp tay nói, tiền bối thiên phú như thế, thật sự là tư chất ngút trời, có cơ hội kính xin chỉ điểm vạn bối nhiều hơn. Nguyên khí đại tổn văn khúc vẫn là rất lạc quan ha hả nói chưa nói tới thiên phú gì các ngươi nếu ở trong văn gia tàn thư cát đem trên dưới mấy ngàn năm chính tà âm dương các loại thư tịch đọc hết một trăm năm thiên phú chưa chắc sẽ kém hơn ta đọc sách hơn một trăm năm nam trúc nói thầm bí quyết này bỗng nhiên không nhịn được nhếch miệng cảm giác đau răng rất rõ ràng dũ khánh cũng hít một ngụm khí lạnh ánh mắt chợt rơi vào hai tay còn sót lại một phần tư của văn khúc vô cùng tiếc hận nói đáng tiếc hai tay của tiền bối ôi chỉ là một đôi tay mà thôi không tính là gì văn khúc bình tĩnh lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nam trúc chỉ cần bàn tử ngươi không cần tiếc trẻ linh dược của mình là được hắn tận mắt nhìn thấy nam trúc làm sao mọc ra cánh tay mới cho nên đối với linh dược nam trúc nói rất có lòng tin linh dược gì dữ khánh và một ngạo thiết đồng loạt nhìn chằm chằm về phía nam trúc nam trúc thần sắc có chút mất tự nhiên bất quá vẫn là đem ước bình lần nữa lấy ra mở vỏ cho đối phương xem được chỉ như vậy một chút toàn bộ cho ngươi dứt lời thi pháp lau sạch sẽ toàn bộ đút cho đối phương ăn văn khúc nếm xong đập miệng nói mùi vị không tệ vẫn là rất ngọt chính là đồ chơi này làm sao có thể có xuân dược hiệu quả quan cảnh xa hoa dưới trời chiều không hổ là tiên gia động phủ mọi người may mắn chạy trốn xem như thở phào nhẹ nhõm Thừa dịp không trung long hành vân chậm rãi đi tới bên cạnh hướng lan huyên khoanh chân đã tọa cũng ôm đầu gối ngồi xuống hướng lan huyên mở mắt liếc hắn một cái không quen đã tọa thời điểm bên cạnh có người đứng lên đỡ đem đại thụ đang muốn rời đi chợt nghe long hành vân hỏi nhị thúc ta vì sao chết cũng không chịu nói cho ta biết chân tướng quay lại hướng lan huyên hơi giật mình chợt quay đầu lại hỏi ngươi nói xem nhị thúc ngươi có phải là ngươi bất tử hay không Long Hành Vân kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên đứng lên nói, không thể nào. Hắn đối với ngươi là thật không tệ, không nên phụ lòng khổ tâm của hắn. Phù thủ hướng Lan Huyên dặn dò một câu, chậm rãi mặt hướng về quan cảnh tịch dương tuyệt mỹ, tóc dài xõa vai nàng hơi có vẻ tiêu tụy, từ từ thở dài nói, cố nhân có yêu tà này, khẳng khái nhiều kỳ trí không phụ nhân gian tốt. Chương 1133, thời cơ đã đến. Cũng không nhiều lời nữa, bỏ lại lời liền rời đi, về phần Long Hành Vân có thể nghe vào hay không, hướng Lan Huyên lười nói nhiều quản, ánh mắt lưu ý đến ba người sư huynh đệ Vũ Khánh đang làm ổ ở trong gốc không biết đang thì thầm gì đó, trực tiếp đi tới. Ba sư huynh đệ kia cũng không nói thầm gì khác, Vũ Khánh và một ngạo thiết đang thẩm vấn linh dược dài cánh tay của Nam Trúc là chuyện gì xảy ra, chỉ vì Văn Khúc vừa rồi nói lỡ miệng, hai người lại nhìn ra Nam Trúc chột dạ có quỷ, giáp mặt không vạch trần. Quay đầu lại kéo qua một bên hỏi đến tột cùng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là Văn Khúc hiểu lầm mật ông kia là Linh Dược có thể gãy chân sống lại, Nam Trúc nói mình lúc trước sợ dĩ lừa gạt người ta, là bởi vì không dễ nói ra chuyện địa tuyên. Ai ngờ sau đó Văn Khúc lại nói, lúc ấy kiếm trảm Vân Côn, hắn kỳ thật là có thể bảo trụ hai tay của mình, thấy thế không đúng lúc trút tay là được, đơn giản là kiếm bị hủy, nhưng tình huống lúc đó là liều thêm một phen có lẽ có thể chém Vân Côn, nghĩ đến Nam Trúc hắn có Linh Dược gãy chân sống lại, vì thế liền bất chấp tất cả. Nghe nói là như thế, Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau. Không phải ta không muốn nói cho hắn biết chân tướng, mà là chân tướng quá mức tàn khốc, ta không mở miệng được, các ngươi nói hắn biết có thể giết ta hay không. Khuỷu tay Mục Ngạo Thiết lại đụng vào hắn, hai người kia thuận thế nhìn lại, thấy hướng Lan Huyên đang đi tới. Trốn ở đây mưu đồ bí mật gì vậy? Hướng Lan Huyên hỏi. Không có gì dũ khánh a à một tiếng quay đầu bước đi lại bị hướng lan huyên ấn chặt đầu vai giữ hắn lại nghiêng đầu ra hiệu cho hai sư huynh đệ kia lập tức thức thời rời đi không có người bên ngoài hướng lan huyên mới buông tay nói thực lực của văn khúc ngoài dự đoán của mọi người sau khi vết thương của hắn lành còn có thể cùng vân côn đánh một trận sao dũ khánh thở dài cánh tay cũng không còn còn chiến thế nào không ai là đối thủ của vân côn hướng lan huyên quay đầu nhìn về phía nam trúc Người ngươi chờ cũng đã trở lại, nên rời đi. Vũ Khánh đã bảo đại đầu về bên Hoắc Lãng tìm hiểu tình hình rồi. Có lẽ là dùng mật ong chữa thương, Hướng Lan Huyên hai mắt ngập nước. Đêm đó, đại đầu liền mang về tin tức liên quan, để cho bên này biết Vân Côn còn đang khống chế cự cung kia tìm kiếm bọn họ khắp nơi, Phổ Chọc tự mình trấn thủ lối ra tiên phủ. Không nghĩ tới Vân Côn cư nhiên không trở về tiên phủ xuất khẩu trấn thủ, lúc trước hao hết tâm tư muốn đem vân côn từ xuất khẩu dời đi, hiện giờ đã thực hiện. Đây tuyệt đối là cái tin tức tốt, hướng Lan Huyên lập tức liền muốn triệu tập mọi người chuẩn bị chạy người, ai ngờ lại thấy một bên mới vừa đem tin tức truyền đạt tới Vũ Khánh ở dưới ánh trăng nhíu mày không nói. Hướng Lan Huyên nghĩ tới cái gì, hỏi. Chẳng lẽ không nên tắm suối nhân tuyền? Vũ Khánh, vào cũng đã vào rồi, nếu có cơ hội, tự nhiên không hy vọng uổng phí một hồi. Hướng Lan Huyên, ngươi phải hiểu, Vân Côn thật vất vả rời khỏi cửa, bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sau này chưa chắc còn có thể có cơ hội này. Dũ Khánh có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng đối phương lại không hiểu trải nghiệm của ba sư huynh đệ bọn họ, lúc trước nhìn thấy vết thương chậm chạp khó lành của Nam Mập Mạp, hắn đến nay rõ mồn một trước mắt, người ngoài khó có thể hiểu được tâm tình của bọn họ lúc đó. Hắn rất rõ ràng, lần này có cơ hội nếu không quý trọng, lần sau sư huynh đệ trong đó ai nếu lại xuất hiện cái gì thống khổ không chịu nổi triệu chứng, bọn hắn sẽ hối hận, khẳng định lại sẽ nghĩ hết biện pháp lại tiến vào nơi này. Trải qua nguy hiểm đến nay, trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ, mới rốt cuộc thăm dò rõ ràng tắm rửa nhân tuyền lộ số cùng biện pháp, rõ ràng đã có cơ hội, thử hỏi hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên nói lại, ta lại không cho là như vậy, vân cùng nếu có thể yên tâm rời khỏi lối ra chạy khắp nơi, đã nói rõ lối ra đã không phải trọng điểm hắn chú ý, cừu hạp cùng mông phá cung khai hẳn là ít nhiều vẫn có chút tác dụng, mà chúng ta trong lúc hắn rời đi cũng không đụng vào lối ra, cũng có thể làm cho hắn càng thêm yên tâm, càng thêm buông lỏng cảnh giác đối với lối ra. Được rồi, hướng Lan Huyên thừa nhận hắn nói có lý, thấy hắn nghị quyết đã định, cũng liền không nói gì nữa, xoay người mà đi. Vũ Khánh đột ngột hô lên một câu, cảm ơn. Giọng nói phát ra từ tận đáy lòng hướng lan huyên quay đầu lại nhìn thản nhiên cười yếu ớt dưới chân không ngừng những ngày kế tiếp đại đầu mỗi ngày đều sẽ truyền đến cơ hồ cùng loại tin tức vân côn không chịu dễ dàng dừng tay còn đang khống chế cự côn khắp nơi tìm bọn họ vì thế mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi phải đợi đến vân côn cùng cái kia chỉ có thể tách ra mới được cùng một chỗ bọn họ cũng không có biện pháp xuống tay chờ đợi là một chuyện cần kiên nhẫn cũng may sau khi dữ khánh và lan huyên thống nhất ý kiến minh tăng sẽ không có ý kiến gì minh tăng này bề ngoài nhìn như có chút tà mị đại hòa thượng lần này tiếng tiên phủ thái độ rất rõ ràng đó chính là không có chính mình thái độ tựa hồ là bởi vì trước đó được công đạo dù sao dữu khánh nói cái gì cũng được những người khác thì càng không có ý kiến gì thanh nhà hơi có chút ý kiến cũng chỉ dám ở sau lưng nói thầm hai câu long hành vân phần lớn thời gian đều rất trầm mặc hoàng tu hùng cũng trầm mặc ở bên cạnh hắn một đường đi tới người chân chính có ý kiến hình như đều đã chết. Văn Khúc có tư cách phát ra ý kiến, đối với vấn đề có rời đi hay không tự hộ căn bản không quan tâm, quan tâm chính là hai tay của mình, thỉnh thoảng sẽ đánh giá cánh tay cục của mình. Linh Dược là rất tốt, cánh tay gãy miệng đều khỏi hẳn, lại không có nửa điểm dấu hiệu mọc ra nữa. Làm cho Nam Trúc cũng có chút không dám tới gần hắn, nhưng con dâu ngại ngùng chung quy là muốn gặp cha mẹ chồng, Văn Khúc nhất định là phải biết nguyên nhân cuối cùng vẫn gọi hắn qua hỏi. Diễu Khánh đi cùng Nam Trúc, còn kêu Lan Huyên đi lướt trận tăng thêm can đảm, trước mặt hai vị cao thủ cảnh giới bán tiên, Diễu Khánh lại cắt cổ sau gáy Nam Trúc, lộ ra xương cổ màu vàng bên trong, nói ra nguyên nhân ở chư thiên chi cảnh ngộ nhiễm địa tuyền. Hướng Lan Huyên ngẩng đầu nhìn trời, ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thực có chút nghe không nổi, bởi vì biết hai người này tại vẻ mặt thành khẩn đánh rắm. Văn Khúc nhìn chầm chầm Nam Trúc thật lâu không nói gì, bất quá cũng không truy cứu cái gì chỉ là hỏi nhiều một chút tình huống của chư thiên chi cảnh sau đó phần lớn thời gian liền khoanh chân đã tọa vượt qua trong lúc đó vân côn lại giá cự côn từ trên không nơi bọn họ ẩn nấp đi qua một lần bởi vì không phát hiện cái gì cho nên bình an vô sự đương nhiên bọn hắn cũng rút ra lần trước giáo huấn mặc dù biết hướng lan huyên trên người tai họa ngầm loại trừ nhưng vì an toàn phát hiện vân côn sau khi đến vẫn là nhanh chóng dời đi nơi ẩn thân sau khi tìm lại địa phương an trí tốt hướng lan huyên nhàn nhã ở trong núi cũng là đang tự mình quan sát hoàn cảnh trong lúc vô tình phát hiện minh tăng cùng dịp a lan ở một nơi hẻo lánh tư hội không biết đang tán gẫu cái gì dù sao nhìn lời nói cử chỉ của hai người cũng không xa lạ nhìn thấy hướng lan huyên a lan đại cô có chút mất tự nhiên lập tức như chim bay nhảy vào rừng lắc mình rời đi hướng lan huyên trong lòng thầm sinh cảnh giác bề ngoài lại làm như không có việc gì bộ dáng đi tới minh tăng bên người, cười hỏi, đại hòa thượng hảo nhã hứng, đây là cũng muốn nếm thử hổ phách nữ có tốt hay không sao. Đối với nữ nhân này lấy chuyện nam nữ ra đùa giỡn, minh tăng cũng chỉ mỉm cười, tự hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, nhìn thấu không nói toạc ra, thuận miệng trần trụi nói, lúc còn trẻ, bần tăng tục tâm khó đoạn, cùng nàng từng có một đoạn tình nam nữ. Hướng Lan Huyên sửng sốt, không nghĩ tới sẽ toát ra như vậy, kinh ngạc nói, các ngươi nguyên là lão tình nhân. Minh Tăng một bộ chuyện cũ đã qua thông dông mỉm cười, sau đó bần Tăng không chịu hoàn tục, cũng liền tâm bệnh mà cuối cùng cắt đứt lui tới. Hướng Lan Huyên Nga một tiếng, thăm dò nói, vậy hai người các ngươi vụng trộm trò chuyện cái gì, muốn tiếp tục tiền duyên hay sao? Minh Tăng, nàng hướng bần Tăng hỏi thăm một chuyện, năm đó hổ phách hải bị huyết tẩy lúc, nàng sợ dĩ có thể chạy ra vòng vây, là bởi vì có âm thầm không biết là người hay là thần tồn tại, tại hướng nàng truyền âm chỉ đường mới để cho nàng chạy trốn ra ngoài chuyện này quấy nhiễu nàng rất nhiều năm nàng muốn xác nhận một chút có phải hay không ta đang giúp nàng hướng lan huyên kinh ngạc còn có chuyện như vậy là ngươi sao minh tăng lắc đầu tỏ vẻ không liên quan đến hắn thần thái bình tĩnh giống như hết thảy đều không liên quan đến hắn thấy hắn một bộ này tâm không lo bộ dáng hướng lan huyên không thể không để cho hắn nhiều điểm tâm đại hòa thượng ngươi cảm thấy cái này tiên phủ đại môn còn có thể mở ra sao? Tuy nói bên ngoài mấy vị ở chỗ ngươi lưu hậu thủ, nhưng mấy vị kia đức tính ta là rõ ràng, chắc hẳn ngươi ít nhiều cũng biết một ít, trong thời gian ngắn còn dễ nói, chúng ta kéo dài không đi ra ngoài, bọn họ rất dễ dàng sinh ra băng khoăn, đến lúc đó lại phát ra đi tín hiệu, bọn họ còn có thể hay không mở ra đại môn thật không nhất định. Minh Tăng bình tĩnh nói, yên tâm, sẽ có người mở ra. Hướng Lan Huyên bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, sao lại biết? Minh Tăng cười mà không nói, hơi cuối người thăm hỏi, liền lắc mình rời đi. Hướng Lan Huyên nhíu mày, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm giác này sau lưng tựa hồ ẩn giấu cái gì trò. Trọn vẹn kém không nhiều hơn một tháng sau, canh giữ ở cửa động hoắc lãng đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, một người luồn. Người sau bị ánh mắt nhìn kỹ của hắn có chút căm tức, bắt đầu chính là một bạc tai bóp. Hoác lãng cũng bị đánh tỉnh lại, thế mới biết vị trước mắt này chính là chủ tử của mình, cổ ma kha mật. Chủ tử hai người gặp lại, chủ tử hỏi thăm hạ, hoác lãng lập tức đem trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến các loại tình huống tiến hành báo cáo. Rất nhanh, bên Diễu Khánh cũng nhận được tin tình huống mà đại đầu mang đến, vân côn và con côn kia đã tách ra, dường như đã từ bỏ việc tự mình điều tra, lại trở về canh gác lối ra tiên phủ. Sao còn canh gác lối ra? chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra, điều này làm cho Diễu Khánh có chút khó chịu. Liên tiếp vài ngày, nhiều lần xác nhận tình huống không có gì thay đổi, Diễu Khánh cùng hướng Lan Huyên lần nữa gặp mặt cùng một chỗ, sau một phen thương nghị, xác định thời cơ đã đến, tập hợp nhân mã như vậy xuất phát, chạy tới Cự linh động. Biển rộng mênh mông, tê Lan tiểu trúc bàn vô tranh vẫn như cũ, chỉ là đổi chủ nhân. Nhưng trong đình nghỉ mát gần biển rộng, Đinh Giáp Thanh cùng Lý Đông Tân sống vai dựa vào lan can chắp tay, nhìn chầm chầm vị trí đại môn tiên phủ, người trước là đang trực, người sau là nhàn rỗi nhàm chán vừa mới tới gần. Ba vị bán tiên cao thủ có thể nói ngày đêm không ngừng canh giữ ở chỗ này tự mình nhìn chầm chầm, thay phiên trông coi. Thấy bên cạnh vị kia tới lại không lên tiếng, Đinh Giáp Thanh lên tiếng trước, không đi cùng mỹ nhân của ngươi, chạy tới cùng ta làm gì. Lý Đông Tân liếc hắn một cái, biết trong miệng cẩu vị này phun không ra ngà voi mặc kệ bên này ra lên tiếng tra nói cái này đều hơn một tháng nếu quả thật thu được tín hiệu ngươi cảm thấy cửa này còn có thể mở sao đinh giáp thanh hừ một tiếng nhưng có người không thể không mở lý đông tân hơi nhíu mày ta liền kỳ quái minh tăng một mực tại ngươi thiên lưu sơn bên kia hảo hảo lúc nào cùng phán quan câu thông ra sâu như vậy giao tình phán quan lúc trước từ trước đến nay không xen vào tục sự đột nhiên truyền đến, liền một ý tứ, an toàn của Minh Tăng rất quan trọng, nếu không thể từ tiên phủ đi ra, phán quan sẽ muốn củ cải trắng, trên tay bọn họ đi vào tra xét tình huống, ai dám động tay động chân gì, phán quan liền cùng hắn sinh tử. Đinh Giáp Thanh hít sâu một hơi, có chút buồn bực, quỷ mới biết. Hết chương 1133. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.